Kim BB, phòng chống hâm da hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Chào các bạn, Jack hiện đang là nam nghệ sĩ sở hữu được lượng fan đông đảo trong showbiz Việt. Và bất cứ sự kiện nào của Jack, các fan đều luôn có mặt để ủng hộ và cổ vũ cho thần tượng của mình. Vào tối ngày 22 tháng 12, Jack đã gây chú ý khi góp mặt tại sự kiện ra mắt phim Chỉ 13 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ đã xuất hiện với mái tóc sáng màu đúng chuẩn tạo hình trong MV mới và được vệ sĩ hộ tống. Khi ra về thì rất đông người hâm mộ đã vây quanh anh để được tận mắt ngắm nhìn và trò chuyện cùng thần tượng. Đáng chú ý hơn nữa là các fan nữ còn đòi hôn và sờ ngực của Jack ngay trong sự kiện. Trước yêu cầu của rất nhiều fan nữ thì Jack đã liền có phản ứng cực dễ thương là anh trả lời fan: "Nam nữ thụ thụ bất thân, bao nhiêu đây người hôn tôi làm sao mà tôi chịu nổi." Không chỉ thế, Jack còn hài hước nói: "Ai sờ ngực tôi, không ai sờ ngực tôi được hết." Sau đó thì vì bận rộn công việc nên Jack đành phải nói lời tạm biệt các fan của mình để quay trở về. Dường như vì quá mến mộ nên các fan vẫn không muốn buông tha cho thần tượng. Fan đã tập trung rất đông vẫy chào nhìn theo Jack sau khi anh lên xe quay trở về. Jack đã xuất hiện cùng với mái tóc sáng màu đúng chuẩn tạo hình trong MV mới tại sự kiện tối ngày 22 tháng 12. Có thể thấy thì số lượng nhà đom đóm của Jack đông lắm. Ở đâu có Jack, ở đó sẽ đông nghẹt các fan của anh. Thời tiết thì đang se se lạnh như thế này, được nhận những yêu thương từ fan đến thế, chắc Jack sẽ ấm áp lắm luôn. 93, 3 ngày sinh tử, phim hành động được mong chờ nhất mùa Noel cuối cùng cũng có xuất chiếu đầu tiên trong buổi ra mắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ekip làm phim còn có những nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt như vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương, Jack, Đại Nghĩa và Nam Em. Tâm điểm của sự kiện đích thị là màn xuất hiện của Jack đúng chuẩn tạo hình trong MV mới. Đây cũng là sự kiện ra mắt phim hiếm hoi có sự góp mặt của nam ca sĩ. Được biết thì Jack và vợ chồng Thu Trang Tiến Luật có một tình cảm vô cùng thân thiết với nhau. Cũng trong tối ngày 22 tháng 12, Jack đã bất ngờ thực hiện livestream giao lưu với người hâm mộ trước thềm MV mới chuẩn bị lên sóng. Trong lúc giao lưu với người hâm mộ, một khán giả đã đột nhiên đặt câu hỏi: "Anh dạo này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ?" Jack đã có một thái độ khá ngập ngừng và lãng tránh, khiến không ít khán giả đặt dấu chấm hỏi. Cụ thể thì khi đọc đến câu hỏi trên của người hâm mộ, Jack chỉ đọc những cụm từ đầu: "Anh dạo này ổn không?" và cụm từ "đi làm ở công ty cũ" hoàn toàn được bỏ đi. Thái độ của Jack khi đọc đến bình luận trên cũng khá ngập ngừng, như muốn lãng tránh nhắc đến cụm từ công ty cũ. Chúng ta đều biết Jack từng có một quá khứ khá bão tố với công ty cũ của KCM và thường xuyên tránh đề cập đến giai đoạn kết hợp với nam producer kể từ khi về công ty mới. Việc làm của Jack trong buổi livestream cũng phần nào hiểu được là động thái của nam ca sĩ để tránh những hiểu lầm không đáng có. Ít phút sau khi đoạn livestream kết thúc, Jack cũng đánh úp khán giả khi tung luôn poster giới thiệu MV mới của mình. Khán giả bất ngờ khi nhận ra màn comeback này hóa ra lại bình mới rượu cũ, cho ra lò MV chính thức của ca khúc Đom Đóm, một bản demo đã được Jack phát hành ngay từ trước. Trong tấm poster, Jack đã hóa thân thành hình tượng một chàng yêu tinh ngồi giữa một khu rừng. Và tạo hình lần này của Jack tạo cảm giác thanh khiết với mái tóc trắng, trang phục trắng cùng với làn da trắng, khiến khán giả không khỏi tò mò. Xung quanh anh là rất nhiều chú đom đóm, cũng chính là tựa đề của ca khúc, đồng thời là tên gọi fandom của nam ca sĩ sinh năm 1997. Kết hợp với đoạn trailer nhuốm màu sắc huyền bí, hồi hộp được hé lộ trước đó, người hâm mộ lại càng thêm trông ngóng MV Đom Đóm chính thức ra lò. Sản phẩm âm nhạc thứ 3 trong năm của Jack sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 12 sắp tới, hứa hẹn sẽ thiết lập nên loạt thành tích đáng gờm. Sắp tới màn comeback sản phẩm mới của Jack, không biết là có bạn nào đang hóng như tụi mình không nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình và nhớ là like, share và subscribe kênh của chúng mình nhé.